Công an huyện Tân Phước đang tạm giam đối tượng Phùng Ngọc Nghĩa, sinh năm 1973, cư trú ấp 2 xã Tân Lập 1 huyện Tân Phước, về hành vi cố ý gây thương tích và cố ý làm hư hỏng tài sản người khác. Trước đó ngày 30 tháng 4, trong lúc uống rượu tại nhà cha ruột, Nghĩa đùa giỡn với một cháu trai 8 tuổi là con anh Nguyễn Khắc Dương, cư trú huyện Tân Quyên tỉnh Bình Dương và xảy ra mâu thuẫn. Nghĩa đánh và chém anh Dương gây thương tích chém xe ô tô của anh Dương và xe ô tô của anh Ruột Nghĩa, gây thiệt hại tài sản khoảng 11 triệu đồng. Sau đó, Nghĩa bỏ trốn. Đến ngày 29 tháng 9 thì bị lực lượng công an bắt giữ.